Dạ, em có một mối tình cách đây 4 năm. Em quen anh ấy được 4 năm. Ảnh đi làm xa rồi. Trong một thời gian quen thì em mới quyết định là nói với ảnh là mong ảnh là ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nhưng mà anh muốn đi làm xa để lập nghiệp và có một cái tương lai tốt hơn. Nên là tụi em chia tay. Em chào chú Ngọc Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả chương trình. Em tên là Nguyễn Tấn Vũ, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Ở đâu Vũ? Dạ ở quận 12 anh Linh. Quận 12 hả? Rồi mời nhà gái. Dạ chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào khán giả. Em tên là Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1992. Em đang làm nhân viên kế toán. Ở đâu cơ? Mình đang sinh sống ở đâu? Em đang sống ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì Vũ? Em có ưu điểm là hơi nhát gái chút. Nhát gái là ưu điểm đó. Gái thấy nhát nhát quá nó thương nhiều hơn. Dạ. Mà cũng là khuyết điểm. Trong công việc này em hơi quạt bát quá. Nay sao nhút nhát vậy? Em cũng biết lên em cung quá nè. Đúng quá hả? Thoải mái lên nào. Giống như em đang đi bán đất cho anh đi. Còn gì nữa không? Dạ có nhiều ạ. Có nhiêu đó thôi hả? Dạ. Có tật xấu gì không Vũ? Em hơi nóng tính xíu. Nóng cỡ nào? Nhiều lúc không chịu hay quát lên chút. Cái mức độ quát nó như thế nào em? Ví dụ như em nóng với người yêu á thì em quát như thế nào? Trong công việc này kia thôi chứ với bạn gái rồi em không có. Dạ. Mình tôn trọng phụ nữ. Vậy thì rồi. Phải không? Không quá phụ nữ phải không? Dạ. Còn bạn gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm, chăm chỉ trong công việc, luôn thân thiện với mọi người. Khuyết điểm của em là phản ứng hơi chậm với mọi thứ xung quanh một chút. Phản ứng chậm. Phản ứng chậm. Giống như là mọi người hay giỡn xong rồi một hồi thì em mới bắt kịp cái đó rồi em mới cười. À, em cười nguội hả? Khuyết điểm bên đây cũng không có cái gì hết trơn trời á. Bên đây cũng vậy thôi, đơn giản. À, đơn giản. Rồi. Đường tình duyên sao này Vũ? Em đường tình duyên hay là nặng xíu. Được 2 lần rồi hả? 3 lần. 3 lần luôn hả? Dạ. Ngon vậy ta? Nhát gái mà quen tới 3 người rồi á. Mối tình dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. 2 năm. Ngắn nhất là bao lâu? 2-3 tháng. 2-3 tháng. Cái mối tình 2 năm đó sao mà chia tay Vũ? Nói chung là em không có đủ nhu cầu đáp ứng cho bên nhà gái. Người ta đòi hỏi gì? Bên đàn trai mình không có ngang bằng được với phụ nữ bên nhà gái. Về kinh tế đó ha? Hay là về gì? Về kinh tế tự mình thấy vậy hay là người ta nói vậy hay là người ta em đòi hỏi mình không có em tự ti vậy. À tự ti hả? Dạ. Không được, đừng có tự ti cái đó. Thật ra đàn ông mình á không có gì cũng cố gắng bản lĩnh lên, bản lĩnh là quan trọng nhất. Chưa chắc người ta suy nghĩ như thế đâu, nhưng mà tại mình tự ti quá mình rút đúng không? Dạ. Đàn ông tự tin quan trọng lắm. Dạ. Còn nếu mà đàn ông mà hơi tự ti, cái gì cũng tự ti thì thật ra là mình tự mình hại mình đó. Chú Quyền Linh nói đúng đó bạn. Mình mà tự ti á, cái gì mình cũng không dám làm, cái gì mình cũng nghĩ là mình thua người khác hết. Rồi ngay cả trong cái vấn đề quan hệ tình cảm của bạn cũng vậy. Có thể là người con gái của bạn không có ngại về vấn đề đó đâu, nhưng mà là do bạn tự ti, cái bạn tự rút lui là coi như bạn tự đánh mất một cái cuộc tình của bạn á. Trước thì công việc mình chưa ổn định đó, rồi mình không có lo được cho bạn gái thì em rút lui luôn. À, tức là thấy không lo được. Cái này cũng là hay. Tức là mình cảm giác mình không lo được cho một người nào đó thì mình nên rút để có thể có người khác lo hơn. Cứ vậy mình thương người ta chứ mình lo không được, mình cứ theo hoài rồi nữa mình người ta khổ với mình nữa. Dạ. Cũng được. Hồi đó là tự ti cho nên tự rút lui, rồi giờ tự tin lên chưa? Bây giờ em cũng hơi tự tin rồi chị. Hơi tự tin rồi. Hơi tự tin rồi chị. Bây giờ là kinh tế của mình đã cảm thấy là mình có thể lo được cho cái người bạn gái của mình chưa? Dạ, ổn định dạ, không? Được rồi chị. Lo là lo sao mới được. Tức là bản thân của bạn đó phải cảm thấy là bạn đó phải tự tin và hai bạn cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn. Chứ đừng nói là phải lo cho tôi được mới tự tin. Lo là sao lo sao cho đủ. Nhưng mà bạn phải vượt qua được cái suy nghĩ của bạn trước cái đã. Vượt rồi, nhưng mà thí dụ như nhà gái nói anh phải lo cho tôi đủ rồi này kia, biết lo sao cho thì đủ. Tới lúc đó mình phải mạnh dạn mình hỏi, mình phải mạnh dạn mình trao đổi. Hiểu không? Hiểu chị. Giống như nãy rồi chị Ngọc Lan hỏi em có đủ lo cho bạn gái chưa? Sẽ lo sao cho đủ đúng không? Ý là cái bản lĩnh của mình á, mình có tự tin là mình sẽ có thể là lo lắng giúp đỡ hỗ trợ được cho bây người bạn gái từ vật chất cho tới tinh thần. Nhà gái nó lo vậy chưa đủ rồi sao? Thì đó mới tới cái giai đoạn là hai bạn phải nói chuyện với nhau như thế nào là đủ. Do là ngày xưa bạn này nhiều khi cũng không dám hỏi nữa. Có hỏi là thế anh cần em cần anh lo gì không hay là anh thể lo giúp em được gì không? Không hỏi, em có hỏi. Không có hỏi. Thấy em tự làm thôi. Mình đàn ông mình phải ra lăng này kia nhưng mình đủ điều kiện, nhiều lúc điều kiện em không đủ thì em không nói. Bây giờ là mình ở với ai? Dạ mở với mẹ. Nhà có 2 mẹ con. Là nhà của mình luôn đúng không? Em ở trên đây ở nhà thuê. Quê em ở đâu? Quê em ở Sóc Trăng á. Sóc Trăng. Ở dưới quê còn ai không? Dạ không. Có dòng họ mà. Mẹ mình lớn tuổi chưa? Mẹ em năm nay 68 tuổi. Mẹ cũng lớn mẹ tuổi lớn hả? Tuổi rồi. Vậy là Vũ có nhiều anh em không? Dạ nhà có mình em à. Con một luôn hả? Dạ. Rồi vậy là phải lo cho mẹ đó. Đó. Đúng là gánh nặng đó. Thật ra thế này là Vũ, mình khó khăn cũng chưa phải là mình tự ti đâu, quan trọng là mình bản lĩnh. Như hồi đó đó, Linh lên thành phố Hồ Chí Minh thì không có gì đâu. Thậm chí hồi xưa có quen con này kia thì chỉ có đi bộ đi thăm thôi. Nhiều lúc mình nói nha, có lần mình tới thăm bạn của mình đó, ai cũng đem bó hoa to thế này nè,
mình tới mình cầm đúng một bông thôi, mà mua được một bông thôi, mà mua thiếu cái bà bên cạnh ký túc xá nữa là hiểu rồi đó. Mình vô thấy bông nhiều quá đi sinh nhật á, mình giấu vô luôn. Tới khi hết cái tiệc rồi, mình len lén coi lúc nào không có ai luôn đó. Anh có cái bông tặng em, vậy mà người ta rơi nước mắt đó. Lần đầu tiên em tặng bông luôn đó anh. Đúng không? Thiệt. Chưa chắc bó hoa bự mà người phụ nữ thích đâu. Dạ. Quan trọng là cái tâm của mình, cái sự chăm sóc của mình, cái sự yêu thương của mình, cái sự hiểu của mình đối với người đối diện thôi. Bây giờ mình hỏi tình trường bạn gái nè. Dạ, em có một mối tình cách đây 4 năm. Em quen anh ấy được 4 năm. Ảnh đi làm xa rồi. Trong một thời gian quen thì em mới quyết định là nói với ảnh là mong ảnh là ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nhưng mà anh muốn đi làm xa để lập nghiệp và có một cái tương lai tốt hơn. Ừ. Nên là tụi em chia tay. Chào em gái xinh đẹp. Dạ, chào anh Quy Linh. Rất là dễ thương, em rất là hiền. Có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn nữa. Thành ra là Quỳ Linh rất đồng cảm với những cái hoàn cảnh thế này. Biết mình khó khăn, biết mình tự ti. Nhưng mà trong cuộc sống á, người ta làm được, mình sẽ làm được. Chúng ta có rất nhiều tương lai. Quan trọng là chúng ta có cố gắng nỗ lực hay không thôi. Còn nhìn bạn bên đây là tôi thấy là có một tương lai tươi sáng rồi đó. Thật ra là nhìn em gái á, có sự tự tin, có nụ cười rất là tươi, có một sự quyến rũ của người phụ nữ. Và chính những điều đó sẽ giúp em thành công nhiều hơn trong công việc. Dạ, cảm ơn. Cái nhu cầu bạn trai sắp tới của mình á, là mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như đúng thế nào? Rồi. Tính em trầm lắm cho nên là em thích anh ấy hài hước, vui vẻ, có khiếu giao tiếp nữa. Dạ. Anh đánh giá một cái người bán bất động sản mà môi giới bất động sản đó thì thật ra rất là lanh nha, rất là hài hước, biết cách giao tiếp rất là giỏi. Nhưng không hiểu tại sao bữa nay bạn này bạn ngồi một cục luôn. Hơi yếu à? Bạn hơi rung chút xíu hay sao đó. Chốt lại là bữa nay em thật sự là rung hay là hàng ngày em vẫn như thế? Hôm nay em rung thiệt anh, hàng ngày em rất là lanh luôn á. Ừ. Mà không biết hôm nay lên đây làm sao mà em rung quá. Anh chơi với bất động sản nhiều, anh biết mấy cầu bán bất động sản. Trời, tôi không muốn mua mà gặp tôi hỏi tôi mua luôn á. Cô gái bên đây nha, rất là dễ thương, xinh đẹp luôn. Chuyện còn lại của em thôi. Tự tin lên, có anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan ở đây rồi. Anh nói với em nghe này nè, nếu cái nghề của em á, cố gắng gặp may trong một năm thôi, chúng có thể mua nhà được. Đừng lo lắng gì cả. Ở trong cuộc sống không có gì là chúng ta sợ cả. Bây giờ mình hỏi xem cậu ấy mong muốn. Mong muốn của cậu ấy như thế nào? Em thì đơn giản lắm nha chị Lan. Nói chung là bạn gái là biết cách ứng xử với người lớn trong giao tiếp, lo làm ăn là được. Quá đơn giản. Bạn này là quá dư cái điều kiện đó rồi. Nhìn thôi biết là bạn dư rồi ha. Rồi. Hỏi người thân. Em đi với ai? Dạ em đi với em ruột của em. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, Quyền Linh và các khán giả có mặt tại trường quay. Em là em ruột của chị Thúy. Qua chia sẻ nãy giờ của anh Vũ thì em thấy là anh Vũ có nhiều tính tương đồng và sẽ phù hợp với lại chị em. Thì em cũng hy vọng là nếu hai anh chị cho nhau một cơ hội á thì anh sẽ là một người bao dung và chia sẻ với lại chị em nhiều hơn. Trong anh hơi nhát đúng không? Anh thấy đúng vậy đúng không? Rồi. Nhưng mà tính anh hiền. Anh hiền đúng rồi. Tính đó thì sẽ phù hợp với lại nhà em. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em đi với bạn đồng nghiệp. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Có một cái gì đó là sâu sắc. Cũng mong là thời gian sau là hai bạn sẽ đi chung một đường với nhau. Cảm ơn em. Rồi, thôi mở ra. Cố lên nào. Mạnh mẽ lên Vũ. Coi như người mua đất đi. Này đến đi, có bó hoa tặng. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên tặng hoa cho bạn gái cảm giác như thế nào? Đứng đó vẫn còn rung hả? Rung quá chị. Nói gì với bạn gái? Bạn gái chưa? Em cũng biết nói gì nữa nha anh. Rồi thôi về chỗ đi, chị Ngọc Lan với anh Quyền Linh sẽ hỗ trợ cho. Có mua đất không? Kỳ lắm ạ. Mình quay qua nè, mình nhìn bạn gái nè. Em thấy anh sao? Hồi nãy anh nói chuyện với lại anh Quyền Linh, em thấy anh rất là thật thà. Trong công việc thì nói chung cũng hơi lanh lợi, cũng lý lẽ lắm, nhưng mà có diện với phụ nữ sao mà rung quá. Anh nghĩ là hai người đi đến với nhau hạnh phúc suốt đời thì cần những điều gì quan trọng nhất? Anh thì nhu cầu thì nó cũng đơn giản thôi. Thì nãy cũng như nói với anh Quyền Linh ở đây hết, chỉ cần biết lo làm ăn là được. Nếu mà hai người có cãi vã với nhau thì anh có nghĩ là mình sẽ nóng nảy như hồi nãy anh có nói? Cái đó em yên tâm đi, anh lúc nào cũng hạ thấp chứ bị phụ nữ hết á. Nhát gái, người ta nhát gái dữ lắm, người ta không có dám người lớn tí với phụ nữ đâu. Em là lúc nào không hơn thua với phụ nữ chị. Rồi mình hẹn coi quận 12 với ở đâu đó, Bình Thạnh gì đó. Coi hẹn hò tuần mấy lần gì đó sao. Em có hay thường đi xem phim không? Em thích đi dạo, đạp xe. Đó cũng giống nhu cầu bên đây. Thích chiều đi dạo phố thôi. Công việc của anh có giờ ổn định không? Nói chung là nghề này là theo thời gian là mình sắp xếp thôi. Nhiều lúc khách gọi này hay kia dẫn khách đi thì mình đi được thì mình đi, không đi được mình cũng hẹn lại với khách. Thời gian mình có thể sắp đặt được. Người làm bất động sản tự do đó, thật ra thời gian họ rất là nhiều. Nhưng cũng tùy theo, nếu mà họ bán được nhiều đất á thì họ không mất thời gian. Bởi vì công chứng khi mà họ làm mai làm mối, giống như giờ mình làm mai làm mối cho cặp này rồi, cặp này tự tìm hiểu nhau.
mình lại đi kiếm cặp khác làm. Nó thời gian nó phi nhiều lắm, con hiểu không? Bây giờ thế này, khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị được tất cả mọi thứ để có thể đón cô dâu về nhà? Theo ý nghĩ của em là khoảng một năm. Trên một năm, khoảng một năm. Dạ. Một cho tới hai năm. Tại vì em cũng đang ý định là qua 33 tuổi là em cũng mua nhà. Qua 33 tuổi mua nhà, nay 32 hả? Dạ. Còn năm nữa, vậy là có tích lũy rồi. Còn em gái, khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến chuyện kết hôn? À, em khoảng một năm. Rồi, trùng khớp. Hai bạn có thể nói với nhau về cái quan điểm hôn nhân. Đúng để đây, tìm hiểu nhau đi. Nói với nhau về quan điểm hôn nhân gia đình. Em hỏi anh trước đi. Anh nói đi. Nói sao vậy anh Quỳnh Linh? Cái gì vậy? Chuyện tới đi. Nói đại đi. Cô nghĩ sao nói vậy, đừng có nhát nữa. Rồi, để chị Lan. Quan điểm hôn nhân của em như thế nào? Hỏi. Chị mời. Quan điểm hôn nhân của em như thế nào? Trong cuộc sống hôn nhân thì em nghĩ là hai người nên san sẻ với nhau, phụ giúp nhau trong công việc gia đình nữa. Tại vì phụ nữ ngày nay thì người ta đi làm cũng khá là bận rộn á, nên là người ta cũng cần người đàn ông có thể giúp việc nhà. Không có ép buộc là phụ nữ phải nữ công gia chánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đó, quan điểm của bạn đó là như vậy. Rồi quan điểm của em như thế nào? Của em thì nói chung là đừng đặt áp lực nhiều vô bạn đời của mình á. Ví dụ như em đi làm về mà áp lực ở ngoài á, thì về là san sẻ nhau thì được. Như anh này anh kia hay nhiều lúc mình ở ngoài khách hàng ngoài mình cũng hơi bị áp lực đó chị. Hồi nãy giờ tôi nói chơi chơi, không phải tôi nói nhà trai nghèo khó khăn gì đâu. Thật ra bạn này chưa chắc là nghèo hay giàu. Thấy không này nè, thấy chưa á. Nhá hàng cho coi nè, thấy chưa nè, tôi nhá hàng cho coi, thấy chưa. Trời ơi, mấy cây bắt tay chị. Cảm ơn em. Này mấy cây, cái này mấy cây, nãy giờ hỏi hoài không trả lời này. Cái cục này nó dày quá chị, dày nè. Trời ơi, đeo cho đẹp thôi chị. Đeo cho đẹp đó hả? Đi tiếp khách thôi. Bây giờ nè em gái, để hoa xuống dưới đi, em tới em nắm tay bạn gái ha. Nhớ tên bạn gái tên gì không? Tên Thúy. Tên Thúy. Giờ tới nắm tay bạn Thúy đi, đứng nhìn thẳng bạn Thúy, em nói hết những cái gì suy nghĩ của em. Bây giờ nói được nè, suy nghĩ sao về người con gái đối diện? Nói chung là hôm nay đến đây là cũng một cái duyên, anh cũng hy vọng là hai đứa sẽ tiến xa hơn chút. Dạ. Em thấy Thúy thế nào? Nói đi, nói cho Thúy biết. Thúy cũng xinh hiền. Có nhiều rồi đó hả? Nó đứng tim bây giờ á. Rồi được rồi, Thúy. Em suy nghĩ gì về người đàn ông đối diện em? Em thấy anh rất là thật tình. Nghĩ sao nói vậy? Em thì cần người bản lĩnh, anh ấy cho mình cảm giác được là an toàn và bảo vệ hơn. Người phụ nữ nào cũng muốn như thế. Nhưng thật ra anh nói chút xíu cho Thúy hiểu thế này. Bạn ấy chưa chắc, bạn ấy chưa bạn không bản lĩnh đâu nha. Bản lĩnh lắm đó. Ở ngoài đời anh tin rằng bạn ấy rất là bản lĩnh. Một mình tự lập ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với người mẹ như thế, là làm môi giới bất động sản thì cũng là người rất là bản lĩnh. Còn bây giờ thì chúng ta tự quyết định bằng nút bấm của mình. Nếu chúng ta cảm giác đây là người mình đi tìm thì chúng ta bấm. Còn nếu chúng ta thấy chưa hợp lý, không phải một nửa yêu thương của mình, không cần bấm nút. 1, 2, 3. Hết thời gian. Thúy không bấm. Phụ nữ bây giờ rất cần đàn ông có bản lĩnh. Đôi khi không cần gì hết, không cần những bó hoa tươi thắm to thật to, không cần phải có đầy đủ mọi thứ, nhưng mà cần bản lĩnh. Hy vọng hôm nay là anh với em là một gặp ở ngoài đời là người bạn tốt. Dạ, mình có thể giữ liên lạc. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quỳnh Linh và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. Làm ở phòng khám là em làm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm mà hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm.
Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn đang ăn hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha, không có làm mà phí của trời, có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa, làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi, cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều, có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình ạ. Nhát gái cũng được hai mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ cũng hơn một năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Em nhát gái là làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì... coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó rung động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử rồi. Xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Bên đây tình trường mình sao em gái? Dạ tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Dạ. Rồi em quen đếm người được quen 100 ngày đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huyền ta nói có cái huyền đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn hả? Vâng ạ. Dạ. Bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi. Là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À, à nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À, cứ, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, nó cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn. Mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai uống được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Cái chào chú. Con cũng hơi hổng tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi ha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây không hiền có lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. À, cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ ạ. Sửa.
Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Mà em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc dài không được? Trời ơi, chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế bây nào giờ được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau vậy. Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. À, rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây, trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, rồi, dạ, cảm ơn cô. Hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Ngát mà, không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn đi bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là bắp đăng bơ, một đứa là coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À, vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Nhưng mà nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố ha? Em ở khúc nào nhỉ? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần cuối tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở? Thấy cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh, còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À, có rung gì chưa? À, có rung. Em thấy cũng hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có á. Em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không, không có vé đâu xem phim. Ồ,
có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt không hay em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày xưa có một chuyện tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Dạ hả? Nào ta cùng bấm 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 bấm. Ta cùng yêu 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 yêu. Ta cùng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ em thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện rồi này kia không à? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi. Rồi để tay đặt bấm, bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha, chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Thôi nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm mắt răng bơ. Đây là những best phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nữa. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời em gái. Dạ em chào chú. Em chào anh Huyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em Bình quê Định ở Bình Định ạ. Bình Định. Dạ. Chú chào em. Dạ em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi. Quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp dạ. Quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ em cách anh khoảng 80 cây, anh thì ở Hoài Nhơn ạ. Mình Nhơn. Có chung chữ Nhơn ạ. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm em, yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Dạ. Bên đây bảy trọ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ. Em tính tình khá là
dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm mà. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm dạ biến, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ, lười làm việc nhà. À, vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ, toàn em làm lần. Tuần làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em, anh xin. Có mới nói nha, dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nha. Dạ, lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá, vậy ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi, còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billiard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. À, cũng quá trà mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh. Vui thì uống 2 chai, 3 chai, lúc buồn thì uống 5, 7 chai. Nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47kg. Thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Đó. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ cái gì nói đấy. Rồi rồi sao nữa em? Nói có hết cái chuẩn lòng người, mình đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy 65, cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7. Tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Khoản nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc. Tốt rồi, vậy dạ, tốt rồi. Dạ, em nghe thì em cũng chấm được mấy khoản. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đón tiếp. Nhìn mặt đón tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. Cái đây khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng á. Thoáng đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. Không, mình thoáng mà mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ. Em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Là em tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quá rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em, đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị. Còn rau ri thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn dạ, cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa dạ, em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7" à, bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Chỗ bên này cô này có cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền. Lên 1m7 luôn. Dạ. Nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm men. Chăm. Bây giờ quen bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi.
Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ công việc của em có dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà ở trong này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có hai người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe tao mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào bạn trai. Dạ anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối lương duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ em đi coi với em gái ạ. Em gái bên dạ. Anh rể với em gái, em ruột hả? Dạ em ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh đẹp, chung là cá tính á hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Mình đăng ký lâu chưa em trai Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại bên vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó, thì ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Em có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Em nghe họ mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Cũng không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. Lâu đài tình ái cho em đứng hát em ngồi hát cũng được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vươn bao hồn hoa. Hay rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi vậy là hay lắm rồi em. Tớ rồi bạn gái. Thử. Dạ em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rắm mai nhung trên chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tận nguyện. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn, trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có 2 phút, bắt đầu. Thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc, khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok em. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh phải đi công tác nhiều ạ?
Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh và 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao. Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân đó, phải có tiền đó, khoảng tiền, nhiêu? Khoảng tầm 150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không có không đổ nợ đâu em. Bây giờ anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỹ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra, tụi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm nữa. 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có thể cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được, được, được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm, bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn. Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi. Nhanh rồi. Trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây. Thuyền hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Tức là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu à, không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nha. Anh cho anh xin được hôn em.